bạn theo dõi trận thi đấu bóng chuyền lứa tuổi học sinh trung học cơ sở giữa hai đội, đội Cao Sơn và đội Quang Thuận. Cao Sơn là đội gần màn ảnh nhỏ của các bạn, Quang Thuận là đội phía xa màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đây là hiệp thi đấu thứ hai. Cao Sơn thoát bóng điểm số 1-0 ở set đầu tiên thì đội Cao Sơn giành chiến thắng 25-18 trước đội Quang Thuận, tạm dẫn trước đội Quang Thuận tỷ số 1-0. Điểm 4-0 cho Quang Thuận. Ở trận thi đấu sáng nay thì đội Cao Sơn đã để thua đội Phổ Thông với tỷ số 2-0. Điểm 6-0 cho Cao Sơn. Trận đấu khá chênh lệch giữa hai đội. Và bàn thắng vào lưới của Cao Sơn, điểm 1-6 cho Quang Thuận. Quý bạn. Lên luôn. Tao là mình có tôi đang đứng. Cao Sơn đánh bóng hỏng điểm Quang Thuận 4-8. Cao Sơn xin đổi ý. Cao Sơn sẽ đổi ý kỹ thuật. Điểm tới tay là 4-8. Chào ai ạ? Điểm 9-5 cho Cao Sơn. Sâu vào dưới đi. Mày chưa vào đứa áo. Hay lắm. Có phần đánh bóng hỏng. Cao Sơn 10-5. Mày chưa vào cái đứa áo. Đứa áo to rồi. Điểm nắng. Đấy. Đứa áo to. Đánh trốn. Rồi chẳng sao.
Đọc tên này không học. 6, 10. Điểm 60 cho Quang Thuận. Bóng ra ngoài, điểm tiếp cho Quang Sơn, 11-16. Bóng Quang Sơn, điểm tiếp cho Quang Sơn, 12-6. Điểm 16-6, cách biệt 10 điểm cho Cao Sơn. Trận đấu khá chênh lệch. Cắt bóng ra ngoài, điểm 18-9 cho Cao Sơn. Đúng rồi. Quang Thuận 12-8.
đơn xin đồng ý lần thứ hai ở chiều thứ hai. Hôm nay đi chơi nhỉ sư? Trường chết đói. Gian đồng ý trận đấu tiếp tục. Quang Thuận phát bóng. Điểm Quang Thuận. 38. Quả bóng rất hay của tuyển hai mã số 5 Cao Sơn. Điểm 21-13 cho Cao Sơn. Vậy là Quang Thuận xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Trên màn ảnh của các bạn đang là vận động viên của đội trường trung học cơ sở phổ thông. Đội sẽ chuẩn bị bước vào thi đấu gặp Kona sau trận thi đấu này. Là gì à? Hả? Cũng được, cái gì được. Màn hình lệch rồi. Thấy đó là coi. Trận đấu tiếp tục. Điểm 13-21. Tốt.
Con thuận. Chúc ba, hát số ba. Trong trận đấu đội Cao Sơn giành chiến thắng 2-0 trước đội Quang Thuận. Chúc mừng Cao Sơn đã giành chiến thắng ở trận đấu này.